tất cả gặp là Nhật là một dự án Tabu nhận top 7 top cần Kobe từ dự án trước đây các bạn. Thì top cần này đã list sàn Hotbit và Uniswap các bạn. Giá cũng khá là cao các bạn, 0.98.000 đô cho một top cần các bạn. Để chơi con này được thì các bạn click cái phần link mô tả cho mình, các bạn copy một cái sàn là Uniswap các bạn. Đấy. Sau khi các bạn click vào thì nó cho chơi qua cặp ETH nha các bạn. Thì khi vào sàn Uniswap thì các bạn bấm vào một connect chỗ này nè các bạn. Bấm vào connect thì nó hiện ra một cái địa chỉ với ETH của tất cả các bạn, thì các bạn chọn vào một loại đồng tiền ảo nữa. Thì tất cả các bạn chưa có token, chưa cập nhật token Kobe đây thì các bạn bắt con chắc mình list cái phần link mô tả của mình các bạn dán vào cho tất cả các bạn. Thì các bạn dán vào con chắc nha khoan các bạn. Rồi thì các bạn chỉ việc bấm vào cập nhật thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào một ạc chỗ này nè các bạn, vì mình đã chọn gọi nên mình chọn các bạn thì mát. Sau khi tất cả các bạn cập nhật vào thì các bạn bấm vào đổi chuyển đổi lên nha tất cả các bạn. Thì 11 token Kobe thì bấm mát nè. Rồi các bạn swap ra thì được 0.0079 ETH nha tất cả các bạn. Thì phí ra thì các bạn có phí ra trên dưới chút wallet thì đem có phiếu gà bao nhiêu ta. Hiện giờ 1 đô cho 1 tốc căng 11 đô thì được 10 đô mấy. À vậy mà là các bạn chỉ mắc phí mạng là 0.029 các bạn. Vậy các bạn không còn lời được 5-6 đô nữa các bạn. Vậy các bạn muốn sự swap không? Hay không mời quyền của tất cả các bạn. Các bạn có thể để con này lên giá nữa, các bạn swap cũng được các bạn. Vậy mình cũng cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.